Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện ngọt sùng của bộ phim đang chiếu Phone Ring khi chung điện thoại gieo của tác giả Gun El Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 57. Đứa trẻ ấy vốn không đáng ra sinh ra, ông ta có vẻ lảo đảo, ban đầu chỉ là một con mèo bên bờ sông tối tăm, khuôn mặt của Beck trang hô không thể nhìn rõ. Tôi là người đầu tiên nhận ra nó khác biệt từ đó tôi không bao giờ để nó ra ngoài tôi tìm mọi cách để sửa chữa nó nhưng chỉ làm thêm gánh nặng anh có biết những thứ trong gánh nặng đó là gì không cái gánh nặng lớn ấy khi ném xuống sông đã tạo thành những vết sóng cậu thiếu niên dù có vài nghi ngờ nhưng không thể nói thành lời là người nhỏ hơn nó có lúc còn lớn hơn nó nó nhét động vật vào máy giặt cho bà giúp việc uống thuốc lén chạy đến công viên giải trí làm hại những đứa trẻ nhỏ hơn nó quả là một con quái vật. Khuôn mặt của ông ta nhăn lại, như thể không thể chịu đựng nổi. Quái vật có lúc được tạo ra, nhưng cũng có lúc là do bẩm sinh. Nhưng ở trong nhà bếp trang hô tôi lại có thể xuất hiện một thứ như vậy dưới tay tôi. Khuôn mặt của ông ta trở nên đáng sợ, như thể một con quái vật thực sự. Cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, trước khi cuộc bầu cử diễn ra, không thể để có bất cứ lời đồn hay điểm yếu nào bị lộ ra nhưng khi nó lớn lên, chỉ có thể hủy hoại gia đình chúng ta. Cậu thiếu niên không dám thở mạnh, vậy còn chính ông thì sao ông tự tay xử lý cháu trai của mình, vậy ông là gì? Những lời đó nghẹn lại trong miệng cậu, không thể nói ra. Cả người cậu run lên, lúc này, bếp Trang Hô nhìn cậu thiếu niên đang ngồi trong nước với ánh mắt kỳ lạ. Cậu thiếu niên phản xạ lùi lại và nước lập tức ngập lên đến cằm tôi không đặt tên cho cậu là vì ánh mắt của ông ta lóe lên một tia sáng lạnh những đứa trẻ như cậu đối với tôi chẳng có giá trị gì cậu thiếu niên trừng mắt nhưng hai tay ông ta bất ngờ nắm lấy cổ áo cậu thiếu niên kéo mạnh lên đến khi tôi phát hiện cháu trai duy nhất của mình đã trở thành như thế tôi đã che giấu khuôn mặt của nó hoàn toàn không cho ai biết chỉ có gia đình mới biết còn biết không tại sao tôi làm vậy không miệng ông ta nhếch lên và những nếp nhăn quanh mắt càng rõ hơn. Bởi vì trong gia đình tôi, không thể có một cái muỗng gì xét. Đặc biệt là trong ngôi nhà do tôi tạo dựng, có lẽ đây là điều ông ta đã lên kế hoạch từ lâu. Từ khi phát hiện ra cháu trai duy nhất là một kẻ vô dụng, ông ta đã bắt đầu suy tính cách thay thế. Vì vậy, tôi sẽ cho cậu một cái tên. Trong dòng nước đen, cậu thiếu niên nhận được một cái tên. Từ ngữ ấy là một ngôn ngữ đã chết, những lời đã chết một cái tên làm người ta sờn gai ốc, như thể đứa trẻ đã chết không thể tránh khỏi sẽ hiện lên ngay trước mắt. Đó là một đêm đón nhận cái chết, nhưng hoàn toàn bị tước đi sự sống. Bước vào ngôi nhà lớn, không khí đầy hơi nắng đã được phơi khô. Nơi này không còn chút mùi tanh hôi nào khiến người ta phải hoa mắt choáng váng. Si ngôn đã qua đời vì một tai nạn, chưa đầy một tháng trước. Tiếng hét của một người phụ nữ trẻ vang vọng xung quanh làm sao có thể đưa một đứa trẻ không rõ lai lịch về nhà, ba. Cô ta sụp xuống đất, khóc nức nở, trong đôi mắt đẫm lệ của cô, Sim Kiêu Chin nhìn thẳng vào cô. Khuôn mặt cô ta lập tức biến dạng, như thể thấy phải thứ gì ghê tởm. Tôi không thể, tôi tuyệt đối không thể, dù có giọng nói nghiêm khắc, cô ta vẫn điên cuồng la hét. Ba, chúng ta vẫn chưa tìm thấy xác, chúng ta còn chưa làm lễ tang cho đứa trẻ chúng ta đang tìm ở dưới đáy sông, không phải sao? Dù vậy, vừa cũng không thể. Sau lễ tang cần thật sự không hiểu lời tôi nói sao? Khuôn mặt bếp trang hô đột nhiên lạnh lẽo, lưỡi ông phát ra tiếng lách cách. Con à, tôi luôn đợi con bình tĩnh là ông ta cúi xuống, lạnh lùng nhìn cô. Con của con chẳng là gì cả. Nhưng con trai tôi phải sống, cháu trai tôi phải kế thừa gia sản. So với thằng con vô dụng của con, cháu trai tôi quan trọng hơn. Bác trang hồ đập mạnh cây gậy xuống đất. bác xa ơn không phải đã chết, chỉ là tạm thời thiếu vắng. Con cũng vậy, nếu con muốn giữ vị trí đó, con phải hành xử như nàng dâu của tôi. Gia đình tôi không cần những kẻ ngu ngốc. Sim kêu chin ngừng khóc, nghiến chặt răng. Nhưng cô chỉ biết cúi đầu. Không thì lần này con định sinh thêm một cháu trai bình thường cho tôi sao? Sim kêu chin không nói được lời nào, chỉ có thể run rẩy. Vậy là... Bách Sa ơn đã lấp đầy chỗ trông ấy. Sau đó, Bách Trang Hồ dành 3 năm để biến cậu thiếu niên không học hành tử tế và trưởng thành này thành một người có giá trị. Từ lịch sử gia đình đến giáo dục cơ bản, từ tôn tử binh pháp, chính quan chính sự, đại học trung dung đến các kiến thức về lịch sử, kinh tế lần này, đến lượt cậu thiếu niên phải vật lộn dưới ánh mặt trời. Đây là vấn đề sinh tồn, Bách Sa ơn không phản kháng lần nào, mà tiếp thu và trưởng thành bởi vì ở bên bờ sông tôi ấy cậu đã học được rằng để không chết vô nghĩa cậu phải nghe theo lời ai đó dù vậy mắt cậu cuối cùng luôn lướt qua cổ bếp trang hô một ngày nào đó cậu sẽ cắn đứt nó và giành lấy tự do nhưng cậu không mốc như bếp xa ơn đã chết không thể che giấu sự tàn nhẫn của mình cậu luôn giữ bình tĩnh và ẩn giấu mọi thứ bởi vì việc ẩn giấu chính là cách sinh tồn cơ bản nhất con suốt ngày làm việc ngoài kia, không chăm sóc con cái, thế nên si ngôn mới trở thành như vậy. Đừng có nói những lời ngu mốc như thế, sao có thể đổ hết mọi tội lỗi lên tôi, con cái đâu phải chỉ tôi sinh ra, còn cô đã làm gì, cô nói gì, cô không bằng cả gót chân của ba cô, suốt ngày chỉ biết tiêu tiền uống rượu, cô nghĩ làm vậy là có thể che đậy sự vô dụng của cô sao? Con là cái thứ gì vậy? Buổi tối, cặp vợ chồng luôn cãi vã không ngừng. Bét xa ơn bước qua hành lang mờ tối, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Sim kêu chin, cô cũng đừng làm vẻ thánh thiện nữa. Đứa con cô ghét chết đi, thực ra cô cũng nhẹ nhõm phải không? Cái gì cô nói cái gì châu dù ba cô có nghiêm khắc thế nào, 12 tuổi đã gây thương tích cho vô số người, giết bốn mạng người. Cô dám để cái quả bom hẹn giờ này ra ngoài xã hội sao? Giờ cô dạy học ở trường cảnh sát có ích gì? Sớm muộn gì cũng bị gắn cái mát mẹ của kẻ giết người. Cô thật thông minh, sao lại không hiểu, thật ra si ngôn chết rồi, cô mới thật sự thở phào nhẹ nhõm phải không? Ngay khi câu nói đó vừa ra, khuôn mặt của người chồng bị tắt mạnh, lệch về một bên. Còn tôi là hoàn hảo, nó hoàn hảo, cô ta gào lên điên cuồng. Có lẽ từ hôm đó, người phụ nữ không thể thoát khỏi trầm cảm bỗng nhiên trở nên ám ảnh với bét xa ơn mới. Còn tôi, không ăn những thứ này cô ta bắt đầu can thiệp và ép buộc mọi hành động của cậu thiếu niên còn tôi không thích những thứ này tư thế ánh mắt giọng điệu sở thích món đồ yêu thích beck xa ơn không có quyền lựa chọn kể từ đó những món ăn thường xuyên cậu ăn những bộ quần áo quen thuộc những vật dụng cậu hay dùng đều lần lượt bị dọn dẹp hoặc biến mất ngôi nhà này như một nhà tù không có quyền lựa chọn mọi thứ phải được quyết định nhân danh beck xa ơn cho đến khi cậu trở thành người cháu trường hoàn hảo bị điều khiển và lớn lên dưới sự kiểm soát của những người trưởng thành có lý do chính đáng nhưng cậu biết rằng mọi thứ dưới cái tên này đều là giả dối đôi khi không thể nuốt nổi thức ăn ừ ừ cậu che miệng lại tiếng mắng chửi sắc bén lập tức vang lên con làm gì ở bàn ăn vậy sao lại đưa đứa trẻ nhặt được về làm con nhà mình lần này là lỗi của ông ba muốn giống con tôi à thì cố mà ăn đi nhìn những người trong gia đình mà cậu cảm thấy ghê tởm, cậu không thể chịu nổi những gì họ làm bằng miệng. Dù vậy, cậu vẫn kiên trì, vì cậu muốn trở thành người kiên định đến cùng, không phải người bị lợi dụng mà là người biết lợi dụng người khác. Cuối cùng, cậu trở thành con trai và cháu trai mà bách trang hô tự hào, từ ngoại hình, trí tuệ đến tính cách. Con đã 15 tuổi rồi, sắp phải chuyển trường lên trung học, đừng gây chuyện, đừng làm gia đình xấu mặt. Bét xa ơn bình thản gật đầu gia đình hài lòng nhất với tính cách điềm tĩnh, xử lý tình huống lạnh lùng của cậu nhưng thực ra trong mắt bét xa ơn mọi thứ đều là những con sâu Mỗi khi có cơn thôi thúc phá vỡ điều gì đó cậu sẽ lặng lẽ nhớ lại cảm giác móc từng con sâu lên mỏm câu Như thế thế giới này trở nên dễ chịu hơn một chút ê, lớp trường chung xu chơi đùa bị trẹo chân trên cầu thăng công việc đến đâu rồi á? À, Trung Su phụ trách phòng học phải không? Cậu không thèm liếc mắt nhìn quyển sách mình đang đọc. Cậu hoàn toàn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, chán ngán. Không còn gì có thể khiến cậu cảm thấy vui mừng, ngạc nhiên hay sợ hãi nữa. Và cứ thế, theo thời gian, cậu thiếu niên dần trở nên vô cảm, không còn cảm xúc gì. chương 58 Một khi đã quá hạn sử dụng, bất kỳ thứ gì cũng sẽ không tránh khỏi sự hư hỏng. Tên cũng không phải là ngoại lệ, bách xa ơn sống với cái tên của một đứa trẻ đã chết từng ngày đều đang dần dần mục nát dù vậy anh ta vẫn cố gắng hết sức học hỏi và thích nghi chỉ để không để bách trang hô phát hiện ra bộ mặt thật của mình trong đầu anh ta chỉ có hai con đường một là chìm xuống đáy sông và chết hoặc là vật lộn trên mặt nước để sống sót để không bị chìm anh ta luôn phải kiễng chân và ngẩng cao đầu cứ thế anh ta phải chịu đựng cuộc sống mỗi ngày, cứ như cơn lũ cuồn cuộn ập đến. Kết quả là, anh ta đã học cách mỉm cười và phản ứng một cách thích hợp. Sau này con sẽ cưới cô trưởng nữ của nhà đó, vậy nên tốt nhất là làm quen và lấy lòng cô ấy từ trước. Vâng, dù trong lòng sóng gió dậy lên, nhưng anh ta đã quen với việc giữ vững cảm xúc. Cứ như là đóng vai một đứa cháu chưa đủ, mà từ bây giờ phải bắt đầu đây là một sự ràng buộc vô tận mỗi tối nhìn cha mẹ nuôi cắn xé nhau anh ta cảm thấy hôn nhân chẳng qua chỉ là một màn trình diễn trong tù kính mọi thứ như là buôn bán lợi ích nhà tù hợp đồng giấy tờ không có ý nghĩa cũng chẳng có sự gắn kết cảm xúc thế giới này đầy rẫy những thứ bẩn thỉu và nhàm chán chẳng bao lâu khuôn mặt của chàng trai lộ ra vẻ mệt mỏi không phù hợp với độ tuổi của mình giống như lớp rêu đã phủ lên một ngày nọ anh ta vô tình nghe thấy cuộc gọi của bác trang hô chỗ câu cá đó bây giờ đóng cửa đi anh ta đang định bước xuống dưới thì dừng lại chỗ đó không còn bằng chứng để vứt đi nữa người sống ở đó cũng không còn biến nó thành tài sản riêng đi nói vậy sang hôn vẫn chưa tìm thấy à nếu là sang hôn thì anh ta là người canh giữ lạnh lùng ở chỗ câu cá đó thôi đi anh ta thậm chí còn bỏ lại cả ngón tay của mình. Chắc là gặp phải người phụ nữ nào đó mà anh ta yêu rồi. Không cần phải tiếp tục truy tìm nữa. Ánh mắt của cậu bé thoáng chốc đầy sự bất an. Kể từ khi bước vào tuổi dậy thì, cảm xúc của cậu thường xuyên dâng trào như thủy triều và hôm nay cũng là một trong những ngày như vậy. Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu đến thế? Lồng ngực như bị đè nén, không thể thở nổi. Cậu bé chạy vội ra cửa sau cậu đi một cách tùy ý, theo cảm giác đến một nơi quen thuộc. Tối tăm và ẩm ướt, như thể đang tìm kiếm điểm khởi đầu của sự sống, cậu lẩn trốn trong bóng tối. Sự giác ngộ đến bất ngờ. Tôi đã biết trước, sẽ có ngày tôi trở lại, tìm cậu đập mảnh, rung động cả màng nhĩ. Cậu chỉ mơ hồ nghĩ rằng, một ngày nào đó mình sẽ trở về quê hương. Đúng vậy, quê hương, nơi thực sự là tôi sống. Tuy nhiên nơi trở về giờ đã không còn nữa. Nơi trốn, con người, tất cả đã biến mất, trong lòng cậu cảm thấy trống rỗng. Cuối cùng, cậu nhận ra sự tồn tại của lớp vỏ bọc mà mình đang mang trên người. Là giả. Tất cả chỉ là một vở kịch. Ba năm qua như một trận lở đất, ao ạt tràn vào tâm trí cậu. Cậu muốn hét lên thật to, đến mức cổ họng nghẹn ứ, nhưng chỉ có thể siết chặt tay lại. Trong lòng cuộn lên như sóng, mắt cậu lạnh giá như mùa đông không biết phải đối mặt với cảm giác này như thế nào chỉ có thể bất lực đứng yên ngay lúc này cậu nhìn thẳng vào mắt một người đang lặng lẽ đến gần đó là một đứa trẻ thấp bé không cao tới eo với đôi mắt tròn như mắt thỏ má cậu bé ửng hồng như thể được tô vẽ bằng bút sáp những sợi tóc nhỏ xíu của cậu bé vểnh lên vì tĩnh điện đó là người sao chắc không phải là búp bê chứ. Cảm giác căng thẳng dần tan đi, cậu mới nhận ra đối phương chỉ là một đứa trẻ, thở phào một hơi dài. Bét xa ơn tựa vào tường, thở hồn hền. Cái đó, cậu có cảm thấy không khỏe ở đâu không? Có lẽ vì sự tồn tại mềm mại nhỏ bé kia khác biệt hoàn toàn với mình, cậu cảm thấy vô cùng bần thỉu và bi thương. Mặc dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không thể. Đột nhiên, một luồng nhiệt trào dâng trong lòng, tôi vội vàng dùng tay che mắt đứa trẻ lại. Không ai nên chứng kiến cảnh này, đây là hành động tự vệ của tôi. Ưm, um, ô uh, hát uh, hát uh, hát, uh. si ba, ưm, um. đứa trẻ này là con của nhà nào, làm sao để bịt miệng nó lại, dù vậy, tôi vẫn cố gắng hết sức nhẫn nhịn. Chú sóc nhỏ không thể đi tiêu được, không thích hạt rẻ, thích nho, nho kìa, nho kìa, nho xanh kìa, bụng kêu lục bục lăn qua lăn lại bùm bùm bùm. Chất nhầy đen đặc chặn ngang cổ họng lập tức bị kích thích, bùm lên. Đó là cái gì? Âm thanh như những viên ngọc trai khuấy động tâm trạng tôi. Là sự ngây thơ chưa bao giờ trải qua, nhưng lại đáng sợ như xác chết. Cậu bé theo bản năng lùi lại. Tiếng thở dốc khi chảy khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy. Điều kỳ lạ là những chiếc xương sườn cũng căng lên. Cậu không biết rằng, thực ra đó là một sự an ủi anh trai này không phải là bác sa ơn ông ơi mặt anh ta không giống trước nữa mặt tôi từng thấy trong vườn không giống vậy khi cô gái tự nhận là vợ chưa cưới chỉ tay về phía cậu bé bác trang hô cười bước tới ông ta nắm lấy đứa trẻ được trang điểm xinh đẹp những khớp xương trên mu bàn tay nổi lên bác sa ơn tuy mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng ít hầu lại khẽ run lên sau đó chiếc xe mà cô gái ngồi đã bị lật đó là một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng em trai và người giúp việc chết hai cô con gái bị thương bác trang hồ lật báo trên bàn ăn sáng và truyền đạt tin tức này vì vậy phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói con gái không sao chứ bác xa ơn vô tình hỏi ánh mắt của ông nội lặng lẽ nhìn cậu vợ chưa cưới của con bị thương ở tai có thể sau này sẽ không nghe được nữa ông ta không quan tâm đến cô con gái lớn nhưng cậu bé người giỏi che giấu cảm xúc đã không hỏi thêm gì nữa với việc tay bị thương đến mức không thể nghe được có nghĩa là cô con gái thứ hai cũng không thể an toàn điều này khiến cơ bắp cổ cậu căng cứng ngược lại đó lại là điều tốt chủ tịch hong sẽ càng cảm kích chúng ta vì đã nhận nuôi cô con gái khuyết tật lời nói đó được nói ra đầy tự tin xuất thân của con cũng không thanh cao gì cưới một cô vợ có khiếm khuyết cũng không tính là thiệt thòi. Ngược lại, nó còn tạo thêm gánh nặng tâm lý cho họ, thương vụ này chúng ta là người thắng. Từ ngày đó, cậu thường xuyên tỉnh dậy từ những cơn ác mộng. Bét Trang Hô, người nắm trong tay quyền lực tối cao. Con quái vật Bét Trang Hô. Ưm, ư ư. Cậu bừng tỉnh, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, mặc dù chỉ là một giấc mơ, nhưng trong mũi vẫn còn vương lại mùi máu tanh hít, hít. Thế giới này được cấu tạo từ nước. Hơn nữa, cơ thể con người 70% là nước. Quá đáng sợ. Bỗng dưng, cảm giác cổ họng bị siết chặt, hơi thở trở nên gấp gáp. Lúc đó, một ngọn đèn sáng lên trong bóng tối. Là ánh đèn của căn phòng bên cạnh. Chắc là từ lúc đó, ánh sáng như ngọn hải đăng bắt đầu chiếu sáng cậu thiếu niên bị những cơn ác mộng đè nén. Nghe nói chị gái bị thương ở tai, em gái không thể nói được. Hôm nay, Bét xa ơn vẫn ngồi một mình trong bóng tối, tắm trong ánh sáng đó. Vào lúc mọi người đều đang ngủ say, đứa trẻ lén lút bật đèn lên, chăm chỉ làm việc. Hong Hi Chu, anh ta lơ đễnh gọi tên cô. Ban đầu, anh ta theo dõi cô, lo sợ cô sẽ nói lung tung. Trong vài lần gặp gỡ xã giao, anh ta cũng muốn làm cô mất đi khí thế. Tuy nhiên, đôi tay mà anh ta nắm thật nhỏ và mềm đến mức làm anh ta mất hết tinh thần chiến đấu sau vụ tai nạn mọi thứ trở nên vô nghĩa nghe nói vì cú sốc từ vụ tai nạn cô ấy mắc chứng mất tiếng anh ta không khỏi nhíu mày mỗi lần anh ta trở mình vì những cơn ác mộng chỉ cần nhìn thấy hong hi chu tập ngữ điệu vào lúc sáng sớm anh mới có thể ngủ lại ngày tháng như vậy kéo dài cho đến khi anh ta nhập ngũ có phải vì cô ấy không thể nói chuyện không cô rất im lặng không bao giờ thổ lộ bất cứ lời oán thán nào nhìn qua cửa sổ thấy bóng dáng cô ấy như một con cá nhiệt đới trong bể cá nhỏ cô gái ấy nhẹ nhàng bơi lội như vậy chắc là trong cơ thể cô ấy cũng có dòng nước đang vẫy đồng những giọt nước không thể diễn tả bằng lời nhẹ nhàng rơi từ đầu ngón tay cô kích thích anh tôi sợ hãi và căm ghét nước nhưng nước của hong hi chu nước của cô ấy là ý chí của cô, là tín hiệu cho thấy cô vẫn còn sống. Cuối cùng, sự im lặng của Hi Chu trở thành âm thanh thú vị nhất đối với anh, người đã chán ngấy tất cả. Ngủ sớm mới lớn nhanh được. Bét xa ơn khoanh tay sau đầu, thì thầm như đang thở dài. Cô ấy khác tôi, cô ấy cứ mãi sống. Điều này khiến anh ta cảm thấy ngạc nhiên. Đứa trẻ dần dần lớn lên. Cùng với sự trưởng thành của cô, cậu thiếu niên cũng cao lên vì vậy tầm mắt của họ luôn ngang nhau nhưng cậu không cảm thấy tiếc nuối dù tốc độ trưởng thành của cô khá chậm nhưng việc quan sát sự phát triển của hong hi chu là sở thích duy nhất của bác xa ơn tìm ra sự khác biệt giữa ngày hôm qua và hôm nay giống như trò chơi tìm lỗi anh ta quan sát đứa trẻ hàng xóm mỗi ngày đều cảm thấy khá vui vẻ so với việc đắm chìm trong cuộc sống trống rỗng của mình nhìn hy chu ngược lại khiến anh cảm thấy dễ thở hơn xét từ góc độ này cũng không tệ lắm đừng có ngủ gật anh ta đột ngột đập mạnh tay xuống bàn trừng mắt nhìn hong in a em gái cậu còn thức không ngủ vậy cậu có tư cách gì mà ngủ gật mặc dù vị hôn thê của anh ta là hong in a nhưng anh ta không hài lòng với cô ta từ đầu đến cuối anh nhíu mày tiếp tục chấm bài khi anh thản nhiên liên tục gạch chéo bằng bút đỏ đột nhiên cảm thấy căn phòng trở nên kỳ lạ yên tĩnh anh chỉ nhấc mắt lên cái gì đây đầu của bexa ơn hơi nghiêm một chút cái đầu của hong In a đang yếu ớt cúi xuống được hi chu nhỏ nhắn dùng hai tay nâng lên cô gái nhìn bexa ơn bằng đôi mắt đầy vẻ cầu cứu có phải cô ta đang cầu cứu không đơn giản chỉ cần đánh thức cô ta thôi mà anh ngụy hoài chống cằm quả thật là người sao những người anh quen chỉ có ông cụ Bách Trang Hô, anh em bé Cui ông và chị dâu. Lông mày của anh không khỏi co giật một cái. Hi Chu cẩn thận nhét tay vào giữa khuôn mặt chị gái và tấm kính lạnh để tránh cho mặt cô không chạm vào kính. Bách xa ơn nhìn đôi tay như lá phong, máu không lưu thông của cô ấy. Thật là quá tử tế. Anh lắc đầu, dùng bút đỏ vẽ một vòng tròn trên bài thi. Rồi bùng anh ta tặng cho đầu của Hong In A một cái búng mạnh. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio 59. Không, thật sự là... Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bét xa ơn theo cha mẹ lâu ngày mới tham gia một bữa tiệc xã giao. Anh im lặng quan sát hành động của Hong hi Chu. Lắc đầu, suyệt suyệt, lễ phép đâu rồi? Anh không kìm được nhíu mày. Cô bé lúc nãy cứ quanh quẩn trước mắt anh, bỗng nhiên bắt đầu dọn sạch đĩa thức ăn trong tay, tình huống này vừa mới xảy ra không lâu. Hồng Hy Chu cố tình phát ra tiếng suyệt suyệt như thể đang khoe khoang mình ăn uống ngon miệng. Sau đó cô cố tình nuốt thức ăn một cách to lớn. Ha! Thật buồn cười, cô còn mở miệng ra, buộc anh phải nhìn vào cổ họng của mình, như thể đang báo cáo, tôi thật sự đã nuốt xuống rồi. Bây giờ, Hồng Hy Chu đưa cho anh một đĩa thức ăn mới đưa cho tôi ăn sao? Cô bé cười rạng rỡ gật đầu. Cô đang thử món ăn sao, hay là thế nào? Đôi mắt dịu dàng của cô bé nhìn thẳng vào anh. Rốt cuộc, cô có biết mình đang làm gì không? Hay chỉ là một tấm lòng trong sáng của một đứa trẻ? Đột nhiên, anh không kìm được mà bật cười. Rốt cuộc cô bé này là ai nhỉ? Bét xa ơn không thể không nhíu mày. Anh vẫn đứng yên, còn Hong Hi Chu đã ăn hết thức ăn trong đĩa mấy lần rồi nhìn thấy bụng cô bé đã bắt đầu căng lên cậu thiếu niên lo lắng cô bé sẽ bị đầy bụng miễn cưỡng ăn một miếng thức ăn nhìn thấy cảnh này cô bé vui vẻ cười rồi chạy lại bên cạnh chị gái bác xa ơn đột nhiên cảm thấy cổ họng mình ngứa ngáy kéo nhẹ chiếc nơ cổ bánh quy này có vị thật ngon mặc dù bác xa ơn bị cấm ăn đồ ăn vặt nhưng đây là món anh thích cảm giác lâu lắm rồi mới được cắn một chiếc bánh quy Thật sự cũng khá là ngon. Đến khi đến tuổi nhập ngũ, anh được điều đến Cộng hòa a Tại đó, anh đắm chìm trong những câu hỏi về ai là người chiến thắng, ai là người thất bại, ai chết, ai sống. Đôi khi anh cảm thấy những vấn đề của mình chẳng đáng để bàn đến. Anh vừa nhận ra rằng, nói về người khác, tai nạn của họ và những vấn đề xa rời thực tế giúp anh che giấu bản thân mình tốt hơn. Dù sao cuộc đời anh vốn dĩ đã là kết quả của việc sống dưới cái tên của người khác. Vậy thì, cứ để những cái miệng khác che giấu tôi đi. Anh quyết định sẽ trở thành một người như thế, có lẽ là vào lúc ấy. Lúc đó, Cộng hòa A gần đang chiến tranh dữ dội vì xung đột tôn giáo, nội chiến và sự can thiệp của các thế lực nước ngoài. Bất chấp sự phản đối của Bác Trang Hô, anh quyết định rời đi. Sau khi xuất ngũ, anh lại thẳng tiến đến một khu vực nội chiến khác rốt cuộc anh đến đây làm gì một ngày một phóng viên chiến trường đi cùng anh hỏi một cách hoài nghi tại đây tôi mới cảm thấy mình thực sự đang sống chuyện gì cơ chỉ có ở đây tôi mới cảm nhận được sự tồn tại của mình ở cái địa ngục này chính vì là địa ngục mà anh nhìn về vùng đất hoang tàn ánh mắt anh thâm sâu như đã khô cạn bất ngờ anh quay lại quay đoạn video về một tù binh bị ngược đãi và đó là vấn đề. Bét xa ơn, bét xa ơn, này, tỉnh lại đi. Ơ, ờ, anh chưa chết đâu chứ, dù chết cũng phải thoát ra trước. Chết tiệt, đừng rung lắc nữa. Giờ là lúc, chạy đi, nhanh lên. Khuôn mặt anh hơi nghiêng, có vẻ như bị sập xuống, không có cảm giác gì. Đôi mắt sắc bén của anh sưng lên như bị ong vò vẽ đốt. Dưới sự che chắn của quân đội Mỹ, Bét Sa ơn cuối cùng đã trốn thoát nhưng sau đó anh suýt ngã quỵ xuống đất anh dựa vào một tảng đá thở dốc máu từ miệng anh tuôn ra trên vùng sa mạc rộng lớn mặt trời đang lặn dần đột nhiên gương mặt của hong hi chu hiện lên trong tâm trí anh đó là người mà anh hoàn toàn không ngờ tới lông mày anh nhíu lại khuôn mặt đầy vết sẹo cũng nhăn lại anh khẽ cười một tiếng tại sao bây giờ khi anh nghĩ mình sắp chết lại nhớ đến đứa trẻ vụng về kia. Bây giờ cô bé đã lớn chưa nhỉ? Hẳn là đã 20 tuổi rồi. Càng nghĩ càng cảm thấy nực cười. Dù vậy, vẫn không thể rời mắt khỏi bầu trời màu hoàng hôn kia. Từ đó, mỗi khi mặt trời lặn, gương mặt cô lại hiện lên trong đầu anh. Trong album ảnh của anh, những bức ảnh hoàng hôn bắt đầu đầy ắp gương mặt cô. Vài năm sau, anh cuối cùng cũng đặt chân lên đất Hàn Quốc. Trong những năm qua, anh đã di chuyển qua các khu vực xung đột như Cộng hòa Agan, Bada, Mosul, Samawa, Tigris, Fallujah, Ebu thời gian trôi qua nhanh chóng. Khi về nhà, Bích Sa ơn lập tức đi ra ban công, nắm chặt tay lan can. Dường như anh đang chờ đợi, một tiếng thở dài nặng nề và dài dòng thoát ra từ miệng anh. Quả nhiên, ngay khi bước qua cửa nhà, cổ họng anh bị thít chặt. Lúc đó, ánh mắt khô cạn của anh dừng lại ở một nơi nào đó. Dưới một cây anh đào đang nở hoa đẹp như mơ, có một người phụ nữ đứng đó. Cô có mái tóc dài, mặc chiếc váy trắng, gương mặt giờ đã trưởng thành. Mặc dù các đường nét trên khuôn mặt cô mềm mại, nhưng lại vô cùng tinh tế, thân hình cô tuy nhỏ nhắn nhưng các đường cong rõ rệt. Bét xa ơn khẽ nhíu mày. Đứng đó là Hong Hi Chu đã lớn người đàn ông ngây người vì sự thay đổi của cô cổ mảnh mai cánh tay dài chân nhỏ nhắn và đường cong từ thắt lưng nhỏ dần ra không còn là hình dáng của một cô bé nữa cô vừa nhìn xung quanh rồi đột ngột cắm ống hút vào chai rượu hộp uống thật là anh nheo mắt lại má của hong hi chu lõm vào vì hút ống hút con bé chỉ học mấy thứ xấu thôi nhưng cô rất nhanh nhíu mày rồi lè lưỡi ra ư ư ư đuôi mắt anh vô thức cong lên lưỡi anh không hiểu sao lại cảm thấy ngọt ngào nếu có kẹo trong túi có lẽ anh đã mở ra ăn rồi Bexa xa ơn bất đắc dĩ liếm nhẹ môi ẩm ướt có người đang ăn thứ đắng cay còn tôi lại thèm ngọt cảm giác này như thể thời gian quay lại vậy chính khoảnh khắc đó anh mới cảm nhận được rằng mình đã trở về nhà Bexa xa ơn nhanh chóng vì danh tiếng mà củng cố vị trí của mình lúc ấy bác trang hô qua đời vì tuổi tác ông sống hơn trăm tuổi và sự sống của ông kiên cường như chính tính cách của ông vậy con gọi vợ gọi sim kêu chin đến trước khi lâm chung bác trang hô thương tâm chỉ gọi vợ ông muốn nói gì chỉ nhìn một cái là biết đúng là kẻ hèn lẽ nào bây giờ ông mới muốn ăn năn sao bác xa Sa ơn cảm thấy thật nực cười anh cúi xuống bên tai ông lão thì thầm cha đây là lần đầu tiên anh gọi từ này đừng nghĩ đến chuyện được tha thứ, cứ yên lặng mà đi đi. Đôi mắt sắp nhắm lại của ông lão chợt run lên một cái. Người dạy tôi nói lời sai, chẳng phải là ông sao? Xin ông gánh chịu trọng trách này đến cùng. Anh khép mắt cho bếp trang hô. Ông đi rồi, mọi thứ sẽ thay đổi. Thay đổi cái gì? Từ dưới đáy hồ câu cá lật tung lên. Tiếc là không sớm đóng xi măng lại nhỉ. Bếp trang hô ra đi trong sự cứng đờ của cằm. Sau đó, Bách Sa ơn tiếp quản công việc của ông và bắt đầu thu thập tài liệu về gia đình này trong bí mật. Bách Trang Hồ, bé Cô Yong, Sim Kiêu Chin Anh không có ý định sống mãi với danh Bách Sa ơn. Có lẽ do đã lâu sống ở nước ngoài, anh không còn sợ gia đình này nữa. Giờ anh đã biết cách để tự bước ra ngoài, càng nắm giữ nhiều điểm yếu của họ, càng trở nên nổi tiếng, anh càng có thể dùng chúng để tạo sức ép. Tuy nhiên, để không còn bị đè nén, anh cần quyền lực. Một quyền lực vượt lên trên cả bé Cô Hồng, người được xem là ứng cử viên tổng thống tiếp theo. Vì vậy, khi nhận được lời mời từ chính phủ, anh đã không chút do dự mà nhận lời. Cho đến khi In A đến tìm anh và đưa ra những lời đe dọa vô lý anh từ bỏ kế hoạch bỏ cái tên đáng ghét này mà vẫn kiên định. Ngày mai kết hôn, tôi không thể. Hủy đi, ngày mai là đám cưới. Người phụ nữ này đang nói gì vậy? tôi không thể kết hôn với người không rõ lai lịch bexa xa ơn nhìn vào mảnh giấy của cô nhíu mày tôi kết hôn cũng không phải vì động lòng nếu anh giúp tôi có thể hủy chuyện này tại sao tôi phải giúp cô anh vừa nghịch bật lửa vừa lạnh nhạt nói muốn dựa vào thế lực của ông trùm truyền thông mà lên sao không chỉ có mỗi đại biểu đảng bé kuyong đâu đây không phải là cầu xin mà là một lời đe dọa đe dọa bí mật của cô tôi sẽ vạch trần ra anh vừa đốt thuốc, vừa nhìn cô. Khói thuốc dày đặc khiến In A phải ho, nhưng anh không hề quan tâm. Anh mặt lạnh, lẩm bẩm. Đến giờ cô vẫn chưa tỉnh mộ sao? Có vẻ như tai cô không đau lắm. Dù ánh mắt anh lạnh lùng, môi anh vẫn nở một nụ cười nhạt. In A vun dày, rồi lại bắt đầu viết. Còn anh, vẫn nhâm nháp điếu thuốc, không vội vàng gì cả. Bét xa ơn thực sự đâu rồi? Còn anh là ai? A hát khuôn mặt ấy chẳng hề có cảm xúc cô không sợ bí mật của mình bị lộ sao ừ cô sẽ mất tất cả dù sao cũng chỉ là phỏng đoán thôi bằng chứng có thể tự tạo ra vậy cô đến đây để nhặt tóc tôi rơi sao đỉnh âm thầm làm xét nghiệm dna à cô sẽ phải hối hận anh chống cằm vẻ mặt nhạt nhẽo chỉ cần hy chu có thể kết hôn với cậu ba của tam hiền điển tôi sẽ giúp đỡ đột nhiên tàn thuốc rơi xuống từ đầu điếu thuốc anh Thô Bảo giật lấy tờ giấy. Chương 61. Cứ sống tự do cả đời, lúc đó nhớ đến tôi một chút nhé. Chính lúc đó, khi đang chuẩn bị giặt đống quần áo tích tụ, Hi Chu đứng dậy, bỏ lại đống đồ giặt. Cách nói của anh ta luôn khó hiểu và mơ hồ, nhưng cô cảm thấy không thể bỏ qua tín hiệu này. Bước chân của cô tự động đi về phía trước, không còn thời gian để nhớ lại những vết thương cũ. Không thể cứ kết thúc như vậy được đang định tìm áo khoác và chìa khóa xe, thì điện thoại reo. Nhìn vào màn hình, cô nghe máy, và chị cô hét lên. Em đang ở đâu vậy? Em có ở gần bảo tàng không? Hi Chu đáp lại, không có, và gõ hai lần lên bảng điều khiển. Chị cô đột nhiên giảm giọng, lưỡng lử. Em đã xem tin tức chưa? Hi Chu nhớ lại rằng chị là người đầu tiên công bố tin tức độc quyền đó. Tôi cũng muốn tìm ra người phụ nữ đó là ai nhưng không thành công. Trong bản ghi âm, giọng nói của người phụ nữ đã bị cắt bỏ hết. Hong In A nói với vẻ bực bội. Không biết là họ cố bảo vệ người phụ nữ đó, hay vì lý do gì? Chị cô nói với vẻ tức giận, lẽ ra tôi phải ngăn chặn cuộc hôn nhân này từ đầu. Đừng đến đây, ở nhà đi bây giờ nơi này đầy phóng viên, chẳng có chỗ đứng nữa, thật kỳ lạ. Giọng chị cô đầy sự vội vã. Hà, tại sao lại bất an như vậy? giọng chị cô trở nên gấp gáp, như thể đang chảy. Bác Sa ơn đang ở với những phóng viên nào? Tất cả chúng tôi đang ở đây, anh ta đang phát trực tiếp với ai? Hi Chu vội vàng lấy một chiếc áo khoác, đi vào phòng khách. Hà, thật ra, tôi có quá tin tưởng không? Hà, tôi thật sự phát điên rồi, rốt cuộc chuyện này là gì vậy? Hong In A đưa ống nghe ra xa, rồi lại hỏi. Hi Chu, Gần đây bác Sa-ơn có hành động gì lạ không? Hi-chu vội vàng gõ lên bảng điều khiển, chị cô hesitated một chút rồi thở dài. Xin lỗi, thực ra cái tin tức về vụ ngoại tình đó là do chồng em tố giác. Cái gì? Ai đã tố giác vậy? Nhưng suy nghĩ kỹ thì cũng là Bác Sa-ơn sao lại làm những việc tự hủy hoại hình ảnh như vậy? Anh ta không phải người như thế. Hi-chu đứng chết lặng tại chỗ, như bị thôi miên bật TV lên. Cuộc họp báo đã bắt đầu, nhưng phóng viên không thể vào được chúng tôi bị mắc kẹt trong phòng chiếu phim à. Thế rốt cuộc phát trực tiếp là gì? Hong In A nói với đồng nghiệp đang ồn ào xung quanh. Ở nhà thật sự không có gì bất thường sao? Lúc này, Hi Chu chú ý đến TV. Người đó không phải bổ nhí. Tôi chưa bao giờ phản bội nghĩa vụ và lòng trung thành trong hôn nhân. Chỉ riêng điều này đã khiến tôi không vui. Cô cảm thấy đau nhói trong bụng khi nghe câu nói rõ ràng là lời nói dối này. Vợ tôi chính là số 406 trong bản ghi âm. Cái gì? Anh ta vừa nói gì? Cái gì? Chị cô hét lên từ bên kia điện thoại, nhưng Hi Chu không thể trả lời. 406 là vợ, anh ta biết rồi. Từ lúc nào vậy? Hi Chu đứng im như bị đóng băng. Bây giờ, cô phải gặp anh ta ngay lập tức. Lần nữa gặp anh ta, anh ta luôn biết à, biết hết mọi chuyện, vậy mà vẫn nói chuyện với tôi như vậy. Hi Chu vội vàng tìm chìa khóa xe. Tôi không phải là con trai của ứng cử viên bé Cui Hồng, cũng không phải là cháu trai của Béc Trang Hô. Tôi là con riêng của nghị sĩ Béc Trang Hô khi ông ấy 70 tuổi, vẫn là giọng nói trầm thấp và bình tĩnh đó. Cô dừng lại tay đang lục tìm trong ngăn kéo. Cô từ từ nhắm mắt lại. Dù xuất thân của tôi có thể gây ra nhiều nghi vấn, nhưng tôi chỉ có thể nói một điều. Tôi là chồng của một người phụ nữ, đó là danh phận và vị trí duy nhất tôi tự mình đạt được. Hành động tìm chìa khóa xe của cô dừng lại. Mọi thứ trước mắt đột nhiên mở đi. Những bàn tay vô dụng cứ nắm rồi lại thả những đồ vật không quan trọng. Cuối cùng, nếu tôi trở thành một phần của gia đình bé. Mắt cô mở to đột ngột. Đó là mật mã giữa họ, cũng là báo cáo đặc biệt dành riêng cho Hi Chu. Hãy tìm tôi. Ngay lúc đó, hình ảnh đang phát trực tiếp bỗng nhiên bị cắt ngang. Hai chân của cô bỗng nhiên mất hết sức lực. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Cô khao khát tìm anh ta. Chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau thật sự. Những lời quan trọng vẫn chưa được thốt ra, vì sợ mất đi, cô đã tính toán, đắn đo. Liệu anh có giống tôi không? liệu đó có phải là tình yêu không cô chỉ vừa nắm lấy chìa khóa xe thì bất chợt nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ qua cửa sổ lớn trên bầu trời xanh một làn khói đen dày đặc bốc lên nhanh chóng đó là đâu cô ngơ ngác tự hỏi bây giờ bác xa ơn đang ở đâu cùng lúc đó bên điện thoại chị cô lại hét lên từng tiếng ngắt quãng nổ rồi bảo tàng nổ rồi bác trang hồ bảo tàng xảy ra vụ nổ đang xác nhận tin nhanh. Sự cố hay khủng bố, nổ đường ống ga, tin nhanh. Trên suốt con đường đi, những tin tức nhanh chóng liên tục vang lên. Hi Chu cảm thấy ngón tay mình không ngừng run rẩy, Môi cô bị cắn đến bật máu và khuôn mặt tái nhợt của cô không còn giống người bình thường. Ưm, cô liên tục gọi điện cho Bách Sa ơn, nhưng không ai bắt máy. Khi cô cuối cùng đến nơi, Bách Trang Hô bảo tàng đã trở thành một đống đổ nát xe cứu thương, lính cứu hỏa, cảnh sát, tất cả đều đã có mặt, phóng viên bị cách ly ngoài dây rào an ninh, đang lớn tiếng gọi điện. Một bức tường hoàn toàn sập xuống, cả tòa nhà bị phá hủy một nửa. Thép vặn vẹo như xương sống nhô ra từ bê tông. Đôi khi, bụi bay xuống khiến mọi người không ngừng ho. Hi Chu bị mùi hôi nồng nặc khiến đầu óc quay cuồng. Cô không thể vào, vui lòng lùi lại. Cảnh sát chắn trước mặt cô chị tôi hi chu đứng không vững đôi chân dường như không còn sức cô khẽ đạp chân vội vã mở miệng có thể còn dư nổ hoặc sập lần nữa xin hãy làm theo chỉ dẫn hi chu cắn chặt môi đành phải bước lùi vài bước anh ấy đang ở đâu dù bị dòng người chen lấn cô vẫn kiên quyết đứng quanh xe cứu thương xin hãy an toàn cầu mong anh không sao vì bụi bay mù mịt tầm nhìn của cô mờ dần như một đứa trẻ lạc đường. Bây giờ phải đi đâu đây? Phải đi đâu? Tòa nhà đổ nát không còn sự uy nghiêm như trước, bầu trời vẫn bị bao phủ bởi làn khói xám. Lúc đó, cô thoáng thấy một gương mặt quen thuộc. Hi Chu vươn cổ, nhìn xuyên qua đám đông để đuổi theo bóng dáng ấy. Đó là mẹ chồng cô, Sim Kiu Chin. Bà đang ngẩn người, nhìn chằm chằm vào đống đổ nát tóc và vai bà phủ đầy một lớp bột xi măng dày. Hi Chu chạy đến, Sim kêu Chin nghe thấy tiếng động và quay lại nhìn. Con, mắt bà đã đỏ hoe. Cái này, chuyện này là sao vậy? Thấy vẻ mặt như sắp khóc của mẹ chồng, Hi Chu bỗng im lặng, không biết phải nói gì, cũng không biết phải nói thế nào. Kẻ bắt cóc thật sự là Bách Sa ơn người thật của gia tộc Bách, còn người luôn giả mạo anh ta chính là con riêng của Bách Trang Hô. Hi Chu không biết phải đối mặt với mẹ chồng như thế nào, cô cảm thấy vô cùng rối loạn. Thật ra, ông ấy là em chồng của con, phải không? Đôi môi bà run lên, khiến Hi Chu giật mình, ngay lập tức bị mẹ chồng nắm chặt lấy cổ tay. À, lực của bà rất mạnh. Sim kêu Chin ôm chặt Hi Chu, ấn mặt vào vai cô. Con ạ, à, trong đàm phán, điều quan trọng nhất là chờ đợi. Mẹ đã học thế này và suốt đời dạy người khác như vậy. Vì vậy, mẹ quyết định sống khiêm tốn. Giọng bà như dao cắt vào tai, cho đến khi mẹ có thể tổ chức một đám tang lớn nhất cho con trai mẹ. Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn nữa. Mặc dù nhìn như bà đang run rẩy và có vẻ như đang khóc, Hi Chu biết rõ, bà đang cố nhịn cười. Tiếng cười rúc rích của bà vang lên trong cơ thể Hi Chu. Bây giờ mọi người đều biết tin tức về cái chết của Bách Sa ơn rồi, phải không? Tất cả mọi người sẽ biết, con trai tôi đã chết rồi. Giọng bà đầy hận thù, nhưng cũng rất lạnh lùng. Vậy thì, đem chiếc điện thoại vô dụng kia trả lại đi. Sim kêu chin thì thầm vào tai Hi Chu. Hi Chu cảm thấy như mình bị giam cầm, không thể cử động. Á, á, cổ cô cứng đờ, như thân cây cong queo, từ từ quay lại đối diện với đôi mắt hơi cong của mẹ chồng. Con, nhanh lên. Bà đột nhiên thò tay vào túi áo khoác của Hi Chu. Không lâu sau đã lấy ra chiếc điện thoại dùng để đàm phán. Mẹ, mẹ chồng cô lại. Hi Chu há miệng nhưng không thể phát ra tiếng. Sim kêu Chin mỉm cười đầy ẩn ý khi vuốt chiếc điện thoại. Gương mặt không cảm xúc khiến người khác không thể đoán được bà nghĩ gì. Bà vừa tàn nhẫn vừa đầy nỗi buồn đúng là đồ mốc. Vài năm trước, Sim kêu Chin gặp lại người con trai mà bà tưởng đã chết. Đó là khi công ty nhận được rất nhiều cuộc gọi không ngừng nghỉ. Nhưng niềm vui đoàn tụ không kéo dài lâu. Con trai bà bị kết án vì nhiều tội danh bạo lực và mưu sát không thành. Con trai bà, người có móng tay đen, người đầy mùi tanh. Khi bà nhìn thấy con trai gào lên mẹ, mẹ ơi, thì bà chỉ khẽ nhíu mày. Chương 60 Hồng hi chu định làm gì vậy bác Sa ơn im lặng nhìn chằm chằm vào câu đó càng đọc sắc mặt càng trở nên khó coi ngọn lửa giận trong lòng dần bùng lên anh điên rồi à anh ta đột ngột đứng dậy dập tắt điếu thuốc lên câu nói đó có lẽ nicotine làm đầu óc anh ta nóng lên cảm giác bồng bột chiếm lấy anh cảm thấy cơ thể mình đang nóng dần không đầu óc anh ta hoàn toàn hỗn loạn ngay cả anh ta cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra tôi sẽ để cô chạy trốn anh kéo rèm lại giọng nói trở nên trầm xuống không cần hôn nhân chính trị tôi sẽ để cô chạy trốn an toàn và cô ấy sẽ không bị hội trưởng hong phát hiện đâu cô ấy căng thẳng đến mức không động đẩy không chớp mắt nhưng cô phải im miệng lại dù là phơi bầy hay gì khác giữ kín miệng lại cho tôi hong in a suy nghĩ một lúc cuối cùng gật đầu vậy nên từ đầu đã phải đàm phán chứ không phải đe dọa anh ta thiếu kiên nhẫn lưỡi may là tôi không giống cái ông già đó tôi là người có thể nói lý vậy thì chúng ta hoàn thành giao dịch đi anh ta dơ một tờ giấy trắng lên nói để tránh việc anh vi phạm hợp đồng tiết lộ bí mật lần đầu tiên trong lòng anh vang lên tiếng chuông báo động nhận ra rằng không thể từ bỏ cái tên và danh tính bexa ơn để làm phí giữ im lặng, đưa em gái cô ra đây. Nếu không phải là Bách Sa ơn, anh ta sẽ không còn là hàng xóm, gia sư, hay anh rể của Hong Hi Chu nữa, chẳng là gì cả. Anh ta sợ cô ấy sẽ biết được bí mật của mình, nhất là cái xịt căng đan kinh khủng này. Chỉ có điểm này, nó khiến anh ta lạnh gáy. Vì vậy, không thể từ bỏ cái tên này, mà phải hoàn toàn sở hữu nó. Vào khoảnh khắc đó, ham muốn của anh ta bùng nổ dữ dội đưa cô ấy cho tôi mặc dù mục tiêu bất ngờ thay đổi nhưng anh ta kiên định hơn bao giờ hết nếu không muốn thì ngày mai cưới cái tên chẳng rõ nguồn gốc kia đi sau khi đón hong hi chu về đã ba năm trôi qua một ngày bỗng nhận được một cuộc gọi đe dọa tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì về hong in a dù sao cô ấy là người đã bán cả em gái mình rồi trốn đi nhìn có vẻ chẳng có dũng khí để lấy lại mọi thứ. Trước khi trốn đi, Hong In A đã để lại một tin nhắn cho Kim Diên Hy. Không cần xem nội dung cũng đoán được cô ấy muốn nói gì. Chắc chắn cô ấy đã xúi dục mẹ kế, dùng quân bài này để thao túng hội trưởng Hong. Mà mẹ kế thì không phải là người sẽ từ chối ra tay khi có cơ hội. Nếu là con gái ruột chứ không phải con gái riêng kết hôn, Kim Diên Hy sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn rất nhiều. Tội nghiệp Hong Hi Chu. Mọi người đều đang coi cô là quân cờ để sử dụng. Chị gái, chị sống thế nào rồi? À đúng rồi, điện thoại của tôi còn dùng tốt không? Sau này phải luôn dùng giọng nói của tôi nhé. Phải làm sứ giả của tôi đấy. Lựa chọn luôn đến bất ngờ từ những ngã rẽ. Rốt cuộc là tôi đã sống thế nào? Thằng đó, sao còn sống được vậy? Tên tuổi, cuộc đời của Bách Sa ơn đã trở thành của tôi từ lâu rồi. Nếu giờ lại bị cướp mất thì sao? Hi Chu sẽ ra sân đây. Vợ tôi, Hi Chu. Dù là người ít cảm xúc như anh ta, nhưng cũng cảm thấy một luồng lạnh sống lưng. Khi anh ta nhận ra cuộc gọi đe dọa thực ra là của chính cháu trai mình, người thật sự là bách sa ơn, cuộc sống của anh ta lập tức bị rung chuyển. Một cuộc sống được xây dựng trên những lời nói dối thấu hiểu bản chất thấp hèn của cuộc sống đó. Và một khi chủ nhân xuất hiện, anh ta chỉ còn cách bị đuổi đi. Bét xa ơn cúi đầu, hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm lại sự bình tĩnh. Lần này, anh ta vẫn không quay lại. Anh ta đi thẳng đến tầng hầm của nhà xanh, quẹt thẻ và nhanh chóng đi qua hành lang. Khi cửa mở ra, những căn phòng đầy camera giám sát hiện ra trước mắt. Ánh sáng phát ra từ hàng trăm chiếc máy tính khiến căn phòng trông giống như ánh sáng le lói trước bình minh. Ờ, đội trưởng à, Park Do-che đâu, sao chỉ có mỗi cậu, một thành viên ngồi ở bàn hỏi, mặt anh ta cứng đờ. Kế hoạch từ giờ trở đi, không bao gồm Park Do-che. Cái gì? Mọi người tập trung lại đây. Cuối cùng, anh ta đứng trước nhóm lập kế hoạch TF tại nhà xanh. Tại buổi công chiếu đặc biệt về bác Trang Hô đã qua. Anh ta bắt đầu lên kế hoạch mọi thứ, chỉ để bảo vệ Hi Chu. Để hong Hi Chu có được tự do. Trong thế giới này, phải hoàn toàn xóa sổ hai người bác Sa-ơn. Người bác Sa-ơn kia không thể tiếp tục kiềm chế cô ấy nữa. Nếu không thể hoàn toàn sở hữu cái tên này, thì cứ diệt trừ nó đi. Tôi cũng chẳng còn cách nào, dù sao tôi cũng mang dòng máu của cha. Anh ta cười khổ. Dù vậy thì vẫn. Cũng phải có một người làm quân cờ của mình mới đáng giá chứ. Đúng không, Hi Chu? Tại buổi họp báo, ánh đèn flash liên tục chớp lên. Âm thanh đâm vào màng nhĩ như đánh thức tinh thần đang đắm chìm trong quá khứ. Khi danh tiếng của cậu bị trà đạp, thì cái tên đó sẽ trở lại trong tay tôi. Sự thật là cậu là kẻ lừa dối, khi đó tôi mới có thể thay thế cậu lên vị trí nên cứ ngoan ngoãn mà chịu nhục đi. Tiếng cười lạnh lẽo đó vang vọng bên tai. Tôi đã sống như một kẻ ngốc lâu rồi. Xếp lại dây câu, bắt sâu, mỗi ngày đều lau lưỡi câu. Dù khách có đá tôi đi nữa, tôi cũng chỉ biết cười. Cậu biết không, vào ngày tôi chết, chính người ngư phủ đã kéo tôi lên. Người cao lớn, ít nói đó bỗng hiện lên trong đầu tôi sau một thời gian dài. Đã nhổ hết nước trong cơ thể, nhưng nghe nói não đã lâu không được cung cấp oxy. Vì vậy mà trở thành một kẻ ngốc không nhớ được gì. Anh ta tự diễu mà bật cười khúc khích. Một ngày nọ, tôi xem tivi và thấy bếp trang hô xuất hiện. Từ đó, cơn đau đầu trở nên dữ dội. Nhìn thấy tivi tôi chỉ muốn đập nát nó, nhưng những năm tháng đó tôi không hối hận. Nếu cậu không trốn tránh, chắc chắn đã lấy lại được ký ức rồi. Khi mọi thứ hiện ra, cả nước sẽ biết cậu là Tây Ba Beck Sa ơn. Những câu hỏi của các phóng viên liên tục bị bỏ qua, đèn flash không ngừng chớp, các phóng viên bắt đầu mất kiên nhẫn, lớn tiếng chất vấn. Tuy nhiên Beck Sa ơn không có phản ứng gì. Âm thanh không ổn định từ chiếc tai nghe mới là điều duy nhất anh ta quan tâm. Có người suốt đời sống như một kẻ ngốc, trong khi có người lại được cả nước ngưỡng mộ. Lẽ ra phải là cậu đi câu cá chứ không phải tôi cậu đã cướp đi mọi thứ của tôi. Cậu dùng tên của tôi để học, làm phát thanh viên, vào nhà xanh, thậm chí kết hôn, Tây Ba. Khuôn mặt không biểu cảm của Bét Sa ơn hơi biến sắc khi nghe đến từ kết hôn. Tên khốn Bét Trang Hô đáng lẽ phải bị tôi giết chết. Tôi không thể kiềm chế được cơn tức giận trong lòng. Bét Sa ơn tắt chiếc micro dùng cho buổi họp báo, thấp giọng hỏi, cậu đã tiếp xúc với mẹ tôi từ khi nào? Công ty của mẹ anh là một công ty tư vấn đàm phán khủng hoảng, nhận các đơn đặt hàng từ các tổ chức để cung cấp dịch vụ tư vấn, đồng thời cũng hỗ trợ tài chính cho gia đình các nạn nhân của tội phạm. Park Do-che chính là một trong những người hưởng lợi từ đó. Mặc dù biết hết mọi chuyện, anh ta vẫn mặc kệ vì lúc nào cũng cần một con mồi để câu cá. Đột nhiên, đối phương phát ra một tiếng cười khúc khích. Tên đáng ghét, cậu thậm chí còn không hiểu cái gì là quan trọng. Bách xa ơn nghe thấy câu nói đột một này, khóe mắt hơi giật giật. Chiếc điện thoại đó sẽ phát nổ. Chiếc điện thoại tôi đưa cho Hong Hi Chu, nó sẽ phát nổ. Kẻ bắt cóc phát ra tiếng cạch cạch bằng miệng. Nếu cậu muốn ngừng lại, thì dùng miệng của mình để đền đáp. Ở đây cậu thú nhận hết mọi tội lỗi của mình, rồi rời đi. Nói cậu không phải cháu trai của Bách Trang Hô, mà là con trai của một trại câu cá nói ra cậu vô dụng đến mức nào đi, một tiếng hét điếc tai vang lên. Cút khỏi cái tên của tôi, đồ khốn, cầm của bách xa ơn hơi run lên. Anh ta bình tĩnh mở lại micro, nhìn thẳng vào máy quay trực tiếp, rồi lên tiếng, trước hết, tôi xin lỗi vì không thể trả lời câu hỏi một cách suôn sẻ. Lúc này, chiếc tay nghe ở tay còn lại của anh ta sáng lên ánh đỏ. Đã tìm thấy vị trí, hiện đang là kỹ thuật viên âm thanh tại nhà hát quốc gia. Bét xa ơn không biểu cảm tiếp tục nói. Anh ta nhìn vào đám phóng viên có mặt tại đó. Không, là những nhân viên hiện trường đã được yêu cầu hỗ trợ trước. Những phóng viên lúc trước như lũ sói đói lao đến giờ đã bình tĩnh lại, bắt đầu rút lui một cách có trật tự. Những tin đồn ngoại tình hiện tại hoàn toàn là giả. Tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc đến các phương tiện truyền thông đã công khai đời sống riêng tư của tôi. Sau khi các nhân viên rút đi như Thủy Triều, Bét xa ơn đứng một mình trong không gian trống rỗng. Anh ta như đang tỏ tình với một người phụ nữ nào đó, người đang ở đâu đó nhìn về phía anh. Cô ấy không phải là tình nhân của tôi. Tôi chưa bao giờ bỏ nghĩa vụ và tin nghĩa trong hôn nhân. Chỉ những suy đoán này đã khiến tôi cảm thấy không vui. Có lẽ anh ta đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu. Bét xa ơn cảm thấy một niềm vui kỳ lạ. Vợ tôi chính là số khu vực 406 trong bản ghi âm. Vạch tần bê bối và lời nói dối, từ bỏ cái tên. Nhưng xin mọi người hiểu rằng, buổi họp báo này không phải để làm rõ những tin đồn về ngoại tình. Để tôi thể hiện chính tôi thực sự. Hôm nay tôi đến đây là để vạch trần hành vi tham nhũng của cố nghị sĩ Bách Trang Hô và gia đình ông ta. Anh ta đã từng muốn trở thành Bách Sa ơn vì cô ấy nhưng lại không thể đến gần cô vì anh không phải là bách xa ơn vì biết tội giết người của cha ruột và vụ tai nạn giao thông có chủ đích tôi không dám nói về tình yêu không thể hoàn toàn sở hữu hong hi chu điều duy nhất tôi có thể làm là hoàn thành sứ mệnh của mình tuy nhiên nếu cậu biết những bí mật bẩn thỉu của tôi cậu sẽ có vẻ mặt thế nào chỉ nghĩ đến tôi đã khiến cổ họng tôi nghẹn lại Tôi không phải là con trai của ứng cử viên bé Cui Yong, cũng không phải là cháu trai của Bách Trang Hô. Có lẽ không thể nhìn thấy gương mặt khinh bì của cậu là sự cứu rỗi duy nhất của tôi. Tôi là con ngoài giá thú của cố nghị sĩ Bách Trang Hô khi ông ấy 70 tuổi. Đây là thông báo cuối cùng. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.